Hello. À, mọi người ơi, ngày nào cũng giới thiệu hàng Kiều Anh luôn. Tại vì sao mà em giới thiệu hàng ngày luôn? Bởi vì á, ngày nào cũng về hàng và hết hàng nên á, em phải là cập nhật thường xuyên cho mọi người để mà mọi người biết được là em đang bán hàng Kiều Anh. Chỗ mà lục đi những cái video khác thì mọi người không thấy hàng Kiều Anh, nói em ơi em có bán không đó, thì làm cho mấy chị cũng gọi là nhiều lúc mấy chị muốn mua hàng Kiều Anh nhưng mà thấy em đang lúc nào hết hàng á. Thì hôm nay đã cập bến rồi, và mọi người ơi, muốn da đẹp da khỏe mờ tàn nhang mờ nám, inbox ngay cho em để mua em hàng Kiều Anh để trải nghiệm thử nha. Đây là dòng sản phẩm hiện tại giá thị trường bán cực kỳ cao luôn, bởi vì dòng sản phẩm này gọi là dòng sản phẩm đang rất là hot trend. Và đối với những chị em nào đang kinh doanh về cái dòng sản phẩm hàng Kiều Anh này, thấy được cái mức giá bên em, thấy được video ngày hôm nay, thì em nghĩ là inbox ngay cho em để được cái hút cái giá rẻ nhất và tốt nhất. Và em nghĩ là bên em đang phân phối một cái mức giá mà không thể nào rẻ hơn nữa. Hiện tại hàng giả hàng nhái về cái dòng sản phẩm hàng Kiều Anh rất là nhiều, nên mọi người cẩn thận, đừng có thấy là người ta bán giá 300-400 ngàn là chính hãng đâu, chưa chắc đâu nha mọi người, chưa chắc là mọi người đã bỏ được cái số tiền mà lớn ra, một số tiền rất là nhiều ra. Mọi người cứ nghĩ một cái hộp kem mà 300 mấy thì nó cũng là một cái giá tiền bỏ ra rất là đắt nha mọi người. Nên mọi người nên cẩn thận khi mà mua những dòng sản phẩm làm đẹp, bởi vì sao? Bởi vì số tiền mình bỏ ra, công sức mình chờ rồi về mình gọi là mình chăm chút nó mà không đem lại hiệu quả thì thật là vô ích, đúng không mọi người? Hãy nên lựa chọn những dòng sản phẩm thật sự uy tín, thật sự chất lượng. Và em nghĩ công ty bên em luôn luôn phân phối cho mọi người với cái mức giá cực kỳ bình dân, và em khẳng định luôn mọi người là hàng chuẩn chính hãng 100%, xài là đẹp, xài là mê. Và chỉ trong vòng 7 ngày, nếu làn da gặp phải những tình trạng gì, hoặc là da chưa đều màu, chưa đẹp, hoặc là muốn tư vấn thêm để chỉ cách làm đẹp về cái dòng sản phẩm này xài như thế nào, thì có thể là inbox ngay cho em để được tư vấn qua số điện thoại hotline là 0773 339 279, hoặc là 0356 605 677, hoặc là 0355 838 057 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem video ngày hôm nay, và chúc mọi người xinh đẹp thành công. Và hãy nhớ đến mỹ phẩm Bát Cứng có bán sản phẩm kem dưỡng trắng da hàng của anh nha. Bye bye.